Con cả tháp tùng Angelina Jolie đến tiệc chiêu đãi cấp cao ở Nhà Trắng. Angelina Jolie khoác tay Madex tới Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden mở quốc yến chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Angelina Jolie và con nuôi người Campuchia, Madex, vừa tới Washington, D.C. với lý do đặc biệt. Nhà hoạt động nhân đạo 48 tuổi được cậu cả 22 tuổi tháp tùng tới Nhà Trắng dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, nơi Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Kyon-hee. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ People, mối quan hệ giữa Mỹ và châu Á rất quan trọng với gia đình Angelina. Cô ấy và các con có mối quan hệ gần gũi với châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Madex đang theo học Đại học Tổng hợp Yonsei ở Seoul. Angelina đã tới Hàn Quốc rất nhiều lần suốt hai thập kỷ qua với tư cách nhà hoạt động nhân đạo lẫn tư cách một nghệ sĩ. Angelina và Madex rất vinh dự khi dự quốc yến. Lần gần nhất Angelina Jolie đến Seoul là năm 2019, khi Madex nhập học Đại học Yonsei. Angelina Jolie sinh năm 1975, là ngôi sao nổi tiếng Hollywood với sự nghiệp rực rỡ trải dài 30 năm với hàng chục bộ phim đình đám và một tượng vàng Oscar. Angelina Jolie cũng là nhà hoạt động nhân đạo tích cực với vô số các dự án từ thiện. Angelina Jolie đã tới thăm các trại tị nạn trên khắp thế giới với tư cách đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, UNHCR. Về đời tư, Angelina Jolie 3 lần kết hôn. Thời gian sống chung với Brad Pitt, Angelina Jolie sinh 3 con cho nam diễn viên. Cặp đôi còn nhận nuôi thêm 3 người con khác từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Park Hyun Jolie Pitt đến từ Việt Nam.